Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Hành Trang Du Học. Và chương trình Hành Trang Du Học kỳ này xin tiếp tục được nói đến vấn đề đi du học tại đất nước Singapore. Và như thường lệ, mở đầu chương trình, Trúc Giang kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một vài hình ảnh trong chuyên mục Thông tin Du Học. Các trường phổ thông cơ sở tại Singapore được nhà nước tài trợ, trợ giúp hoặc có thể hoạt động độc lập. Học sinh phải học từ 4 đến 5 năm ở chương trình phổ thông cơ sở dưới hai hệ, hệ đặc biệt cấp tốc hoặc hệ bình thường. Hệ đặc biệt và cấp tốc kéo dài trong 4 năm nhằm chuẩn bị cho các em thi lấy bằng GCEO. Học sinh theo học hệ bình thường có thể học chương trình văn hóa hay chuyên ngành kỹ thuật. Cả hai chương trình này đều chuẩn bị cho các em thi lấy bằng GCEN. Sau 4 năm học và sau khi kết thúc chương trình này, học sinh học thêm 1 năm nữa để thi lấy bằng GCEO. Chương trình giáo dục phổ thông cơ sở bao gồm các môn Anh ngữ, tiếng bản xứ, toán, khoa học và nhân văn. Vào năm thứ 3 bậc phổ thông cơ sở, các em học sinh chọn môn phụ cho mình tùy thuộc vào phân ban các em học như nghệ thuật, khoa học, thương mại hay chuyên ngành kỹ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay thì việc đi du học không còn là quá xa lạ đối với các bậc phụ huynh cũng như là với các bạn học sinh sinh viên. Và quốc gia đang nhận được đông đảo sự quan tâm của tất cả mọi người đó chính là đất nước Singapore. Như vậy thì điều kiện nhập học ở đất nước này ra sao cũng như là thủ tục như thế nào và các chương trình học ra sao? Trong chương trình Hành Trang Du Học ngày hôm nay, Trúc Giang kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với chị Trần Mỹ Kim, hiện đang là chuyên viên tư vấn của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, để cùng với chúng ta tìm hiểu về việc đi du học tại đất nước Singapore. Trúc Giang xin chào chị Mỹ Kim. Xin chào Trúc Giang. Rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình Hành Trang Du Học kỳ này. Và như Trúc Giang đã nói ngay từ đầu thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc đi du học tại đất nước Singapore cũng như là giúp cho quý khán giả giải đáp được những thắc mắc của mình xoay quanh việc đi du học tại quốc gia này. Và lá thư đầu tiên được gửi đến từ bạn Thanh Tâm, 17 tuổi. Bạn gửi thư về chương trình với nội dung như thế này. Chào chương trình, em có tìm hiểu về chương trình học ở Singapore, ở bậc phổ thông, đại học và sau đại học, nhưng chưa rõ lắm, mong chương trình tư vấn chi tiết hơn. Thì đặc biệt giáo dục ở Singapore thì không chỉ đơn thuần trong phạm vi lớp học, mà đó còn là cả một hành trình khám phá. Nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn các cấp bậc học tại đất nước Singapore. Đầu tiên là đối với chương trình học phổ thông thì chương trình giáo dục phổ thông cơ sở sẽ bao gồm các môn như là Anh ngữ, tiếng bản xứ, toán, khoa học hay là nhân văn. Và vào năm thứ 3 của bậc phổ thông cơ sở thì các em sẽ được chọn môn phụ cho mình tùy thuộc vào phân ban mà các bạn học sinh học như là nghệ thuật, khoa học hay là thương mại hay là chuyên ngành về kỹ thuật. Về chương trình học ở bậc cơ sở của trường Singapore nổi danh trên thế giới về khả năng phát triển cho học sinh lối tư duy sâu và các kỹ năng về trí tuệ. Học sinh nước ngoài sẽ được chấp nhận theo học chương trình phổ thông cơ sở tùy thuộc vào chỗ trống của các trường. Và đối với chương trình đại học thì sau khi hoàn tất bậc phổ thông thì học sinh sẽ được học chương trình cử nhân tại các trường đại học công lập hoặc là tư thục ở Singapore. Thì chương trình cử nhân này sẽ kéo dài từ 3 năm cho tới 5 năm tùy thuộc vào từng chuyên ngành. Đối với cử nhân kỹ thuật, dược hay là luật, xây dựng, bất động sản, âm nhạc và kiến trúc thì thường kéo dài khoảng 4 năm, trong khi ngành y sẽ kéo dài tới 5 năm. Và yêu cầu đầu vào đối với tiếng Anh đó là các bạn phải có IELTS từ 6 chấm trở lên hoặc là tương đương. Và đối với chương trình sau đại học tại Singapore thì chương trình thạc sĩ tại Singapore thường sẽ kéo dài từ 1 cho tới 3 năm và yêu cầu tối thiểu là có một bằng cử nhân hoặc là tương đương và có trình độ Anh ngữ IELTS từ 6.5 hoặc là tương đương. Và đối với chương trình tiến sĩ thì phải kéo dài ít nhất là 2 năm sau bậc thạc sĩ. Và nội dung thư tiếp theo được gửi đến từ một bạn học sinh lớp 10 ở Long An với nội dung như sau. Ở Việt Nam, em đang tìm hiểu thông tin du học Singapore. Em có nghe nói các khóa O-Level và A-Level, nhưng em chưa biết rõ các khóa học này như thế nào và điều kiện nhập học ra sao. Mong chương trình tư vấn giúp em. Thật sự ra, cái chương trình mà O-Level hay là A-Level đều được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm và đặc biệt là những bạn mà muốn tham gia vào chương trình công lập ở Singapore. Thì nhân đây, Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn một số thông tin về chương trình O-Level và A-Level như sau. Chứng chỉ giáo dục phổ thông GCE là một bằng cấp tốt nghiệp trung học đang được Anh Quốc và các nước theo hệ thống giáo dục của Anh sử dụng. Và theo hệ thống giáo dục này thì bằng cấp trung học thường được chia theo làm hai cấp độ, đó là cấp thông thường hay còn gọi là O-Level và cao cấp hay còn gọi là A-Level. Và chứng chỉ giáo dục phổ thông GCE thì xuất phát từ Anh Quốc,
từ xứ Wales và Bắc Á Nhĩ Lan từ năm 1951 và thay thế cho bằng phổ thông cấp 2 cũ và cấp 3 cũ là để phục vụ cho một số thay đổi trong giáo dục, ví dụ như là tăng độ tuổi tốt nghiệp trung học từ 14 lên 15 tuổi từ năm 1947. Và các kỳ thi tốt nghiệp cấp độ thông thường như O-Level thường dành cho các bạn học sinh từ 16 tuổi và đối với chương trình cao cấp A-Level là đối với học sinh khoảng tầm 18 tuổi. Và quỹ ban các kỳ thi quốc tế Cambridge là sẽ đứng ra tổ chức các kỳ thi GCE O-Level. Thì chứng chỉ GCE O-Level được Đại học Quốc tế Cambridge và NSL Examination tổ chức thi ở nhiều nước trên thế giới. Và vào tháng 6 năm 2005 thì chứng chỉ GCE O-Level được tổ chức trên 100 nước với hơn 12 triệu học sinh đăng ký thi với Đại học Quốc tế Cambridge. Và sau khi lấy được bằng GCE O-Level thì các bạn sẽ vào học tại trường Polytechnic và được chính phủ Singapore được tài trợ tới khoảng 80% học phí trong 3 năm học. Và đối với những bạn đã hoàn thành xong chương trình lớp 9 tại Việt Nam và có IELTS từ 5.5 thì nếu như mà muốn đăng ký học tại các trường công lập tại Singapore thì vẫn có thể apply vào các khóa luyện thi như là O-Level hay là A-Level. Và A-Level là khóa học kéo dài trong vòng 2 năm tại các trường cao đẳng dành cho học sinh trong độ tuổi từ 16 cho tới 18 tuổi. Thì tuy nhiên thì học sinh ở độ tuổi lớn hơn cũng được khuyến khích theo học chương trình này. Và sau khi hoàn thành khóa học này thì học sinh có thể xin vào bất cứ khóa học nào tại bất cứ trường đại học nào, miễn là các bạn học sinh đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường. Và mọi thông tin chi tiết về chương trình O-Level hay A-Level thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm tại website của Tân Đại Dương, đó là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và lá thư tiếp theo được gửi đến từ địa chỉ mail thachthao@gmail.com với nội dung như thế này: chương trình cho em hỏi để vào học các trường phổ thông công lập tại Singapore thì học sinh có phải thi tuyển hay được vào thẳng? Và học phí ở các trường này thì khoảng bao nhiêu? Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin là để các bạn được vào học tại các trường phổ thông công lập tại Singapore thì các bạn phải trải qua một kỳ thi AEIS thì do Bộ Giáo dục Singapore tổ chức, bao gồm hai môn toán và tiếng Anh. Học sinh sẽ thi vào tháng 9 và 10 hoặc là thi bổ sung vào tháng 2 hàng năm. Và khó khăn lớn nhất đối với các bạn học sinh Việt Nam đó là trình độ tiếng Anh và kỹ năng làm bài thế nào là để đạt được hiệu quả cao nhất. Vì vậy các khóa luyện thi đó chính là con đường ngắn nhất để cho các bạn học sinh có cơ hội được học tập tại các trường công lập ở Singapore. Học chương trình phổ thông tại Singapore thì đối với các trường công lập thì học phí sẽ dao động vào khoảng 2.000 đô la Singapore cho một năm học đối với cấp 2 và vào khoảng 2.000 cho tới 3.000 đô la Singapore cho một năm học đối với chương trình học cấp 3. Mà nếu như các bạn chọn nhập học vào khóa tháng 1 năm 2014 thì các bạn nên đăng ký luyện thi khóa từ tháng 6 cho tới tháng 10 tại các trường có các khóa luyện thi. Chị Kim thân mến, và câu hỏi tiếp theo là của một bậc phụ huynh. Phụ huynh La Thăng gửi thư đến cho chương trình từ Vĩnh Long với nội dung như thế này: tôi có con đang học lớp 10 tại Việt Nam. Tôi cũng có tìm hiểu một vài thông tin và muốn cho con sang học khóa học O-Level bên Singapore. Thì nhờ chương trình giới thiệu cho tôi một vài trường bên Singapore có khóa học này và điều kiện ra sao. Thường thì điều kiện đầu vào đối với khóa O-Level thì các bạn phải hoàn tất chương trình lớp 9 tại Việt Nam và IELTS phải từ 5.0 cho tới 5.5. Và tùy vào yêu cầu của mỗi trường thì điều kiện đi kèm nó cũng khác nhau. Và Tân Đại Dương xin giới thiệu với chị cũng như là các bạn thông tin một số trường ở Singapore có đào tạo khóa O-Level. Giới thiệu với các bạn đó là trường SSTC, School for Further Education, với hơn 32 năm kinh nghiệm giảng dạy và là một trong những địa chỉ tin cậy trong việc cung cấp các khóa luyện thi vào các trường công lập tại Singapore như là O-Level và cùng nhiều chương trình học khác. Và đối với các chương trình đào tạo tại trường thì trường SSTC đào tạo các chương trình tiếng Anh và luyện thi vào các trường công lập, luyện thi O-Level, A-Level, chương trình cao đẳng và cao đẳng nâng cao với chuyên ngành quản trị du lịch khách sạn, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân thương mại, chương trình học ngắn hạn về kinh tế và marketing và chương trình du học hè từ 1 cho tới 2 tuần dành cho học sinh từ lớp 6 trở lên. Và hiện tại thì công ty du học Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường SSTC tại Việt Nam. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào website là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp đến Tân Đại Dương để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ bạn.
Và nội dung tiếp theo được gửi đến từ địa chỉ mail là ngocliena@yahoo.com với nội dung như thế này: cho em hỏi, em vừa vào học lớp 11 và em muốn chuyển sang du học Singapore, trường đại học công lập. Em nghe bạn bè nói có thể học chương trình A-level tại Singapore trước và sau đó sẽ đủ điều kiện được vào trường đại học công lập ở Singapore, có đúng hay không? Mong chương trình giải đáp giúp em. Thì đối với chương trình A-level thì nó có thể được xem như là tương đương với chương trình lớp 11 và 12 tại Việt Nam, và tất cả các học sinh đã tốt nghiệp lớp 10 hoặc 11 trên 16 tuổi tại Việt Nam có kết quả học tập tốt thì đều có khả năng được chấp nhận vào chương trình này. Và tại Singapore thì chương trình A-level được đánh giá là tiêu chuẩn vàng để vào học được các trường đại học công lập tại Singapore. Và chương trình A-level thông thường sẽ kéo dài trong từ 1 cho tới 2 năm học. Và khi kết thúc chương trình thì tất cả các học sinh đều phải làm chung một đề thi vào cùng thời điểm thi. Kết quả học tập tại chương trình A-level thông thường sẽ được đánh giá là điểm A, B, C, D. Và thông thường điểm A và B là những điểm yêu cầu của các trường đại học công lập ở Singapore như là NUS hay là SMU hoặc là NTU. Và để biết thêm thông tin chi tiết về các trường đào tạo chương trình A-level cũng như là học phí thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hoặc là gọi điện thoại tới văn phòng của Tân Đại Dương để được tư vấn. Và hiện tại thì cũng có nhiều bạn đang thắc mắc đó là Tân Đại Dương có văn phòng ở Hà Nội hay không. Và hiện tại thì ở Việt Nam Tân Đại Dương chỉ có 3 chi nhánh ở 902 Trần Hưng Đạo, quận 5 và một ở 23A, Hai Bà Trưng ở Nha Trang, và trụ sở chính là ở 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và công ty không có bất cứ chi nhánh nào ở Hà Nội. Và nên nếu như những bạn nào ở các tỉnh miền Bắc muốn liên hệ làm hồ sơ thì có thể gửi hồ sơ trực tiếp về địa chỉ trụ sở chính của công ty là ở 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Một lần nữa, Trúc Giang chân thành cảm ơn chị Trần Mỹ Kim vì những thông tin mà chị vừa chia sẻ trong chương trình Hành Trang Du Học, cũng như là giúp cho quý vị khán giả phần nào giải đáp được những thắc mắc của mình xoay quanh việc đi du học tại đất nước Singapore cũng như là chương trình học tại đây. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp tục chương trình, Trúc Giang kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Cẩm nang du học. Xin chào tất cả các bạn. Nhiều bạn khi quyết định đi du học vẫn băn khoăn là không biết nên bắt đầu từ đâu. Do đó trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương xin chia sẻ cho các bạn những thông tin cần biết khi quyết định đi du học thì các bạn cần phải chuẩn bị những gì. Và một kế hoạch du học thông thường cần phải mất thời gian từ 3 cho tới 6 tháng để chuẩn bị, bao gồm những giai đoạn như sau. Đầu tiên đó là quyết định đất nước, thành phố du học, lựa chọn ngành và trường học, chuẩn bị về tiếng Anh và học tập, chuẩn bị về tài chính cũng như là hồ sơ xin visa, và chuẩn bị những kiến thức về đất nước, con người, văn hóa và môi trường học tập mới, và sắp xếp chuyến đi và khởi hành. Và đặc biệt là khi sống xa nhà thì nỗ lực từ bản thân của các bạn là điều quan trọng nhất. Mỗi người thì có thể khởi đầu rất là khác nhau, nhưng mà nếu như không cố gắng thì người giỏi cũng dễ bị thụt lùi. Và trong khi đó thì một người có thể khởi đầu chậm hơn, vốn tiếng Anh ít giỏi hơn, nhưng mà nếu như cố gắng vẫn có thể đến đích sớm hơn. Và Tân Đại Dương cũng xin lưu ý với các bạn đó là điểm khác biệt về việc học ở Singapore và đối với ở Việt Nam là các môn các bạn học sẽ yêu cầu học sinh làm đề tài và thuyết trình trước lớp. Ngoài ra thì việc sinh viên được học bằng những tài liệu có sẵn và sách sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được nhiều thời gian mà không cần phải cặm cụi ghi bài, mà thời gian đó để dành mà các bạn có thể nghe giảng, đặt hoặc là trả lời những câu hỏi và thảo luận với giáo viên của mình. Và riêng về việc làm đề tài thực sự sẽ rất có ích trong việc áp dụng những kiến thức học sinh được học, và cũng giúp cho các bạn hiểu thêm về những công ty hay là những tổ chức mà mình chọn làm đề tài. Và học sinh cũng sẽ dần tự tin hơn với những buổi thuyết trình thực tập. Cuộc sống ở Singapore thì cũng tương đối đắt đỏ và sinh viên quốc tế không được phép làm thêm. Do đó thì tùy thời gian mà các bạn sử dụng như thế nào cho linh hoạt. Người ta bảo thì khi bạn đến một đất nước mới thì các bạn nên hòa nhập vào cộng đồng của họ. Vì vậy khi việc học dần ổn định thì các bạn nên bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống của những người dân nơi đây. Quý khán giả thân mến, chương trình Hành Trang Du Học kỳ này xin phép được kết thúc tại đây. Hy vọng rằng chương trình đã đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin thật sự hữu ích và cần thiết. Và đến đây thì chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.
truyền hình giải trí thế hệ mới.